Tiểu sử diễn viên Phi Nga. Gần 40 tuổi mới cưới Lam đẹp trai, suýt chết vì vượt cạn. Phi Nga là một ca sĩ và diễn viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô được khán giả yêu mến nhờ giọng hát đầy cảm xúc và tài năng diễn xuất tự nhiên. Cô tham gia nhiều chương trình âm nhạc và các bộ phim truyền hình. Phi Nga không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, ngoài ra cô còn được biết là vợ cũ của diễn viên hài Long đẹp trai. Phi Nga sinh năm 1977 tại Đồng Tháp. Nữ diễn viên chia sẻ cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình khó khăn, nhà đông người. Chị em Phi Nga trải qua thời thơ ấu đầy khó khăn, thiếu thốn, nhưng không vắng tiếng cười. Ký ức đẹp của Phi Nga thuở thiếu thời là những buổi tối, cậu và ông ngoại đờn cho Nga và em trai ca. Hai chị em sướng rơn khi được ngoại gật gù khen hay. Trong tâm trí non nớt của cô bé ấp ủ suy nghĩ, lớn lên mình sẽ làm ca sĩ để ca cho ngoại nghe. Con đường ca hát của Phi Nga lận đận ngay từ khi mới bắt đầu đi học. Sau khi học xong cấp 3, Phi Nga theo học trung cấp cải lương. Nhưng sau này, cô lại được giới thiệu đi diễn hài với các nhóm hài, như nhóm Tuổi Đôi Mươi, nhóm Mai Dũng, Tức Khí. Tốt nghiệp trung cấp, Phi Nga tiếp tục theo học hệ cao đẳng, nhưng tình hình cũng không sáng sủa hơn. Xem Phi Nga diễn, ít ai biết cô diễn viên diễn hài tỉnh trụi đó từng có lúc khóc như mưa, vì không được cả khán giả lẫn một số đồng nghiệp chấp nhận, vì diễn hài gì mà thoại lời như sắp ca cải lương. Từng nghĩ đến việc bỏ nghề về quê, nhưng ánh mắt của ngoại, kỳ vọng của gia đình lại thôi thúc Phi Nga không được phép bỏ cuộc. Hành trình học lóng bắt đầu từ việc lân la các lớp kịch, để học cách các bạn phát âm, thoại lời. Thấy nhờ học lóng mà sáng ra nhiều điều, Phi Nga lấn sân lớp biên kịch rồi cả đạo diễn. Phát hiện mình hình như có tố chất làm đạo diễn, tôi tiếp tục thi vào lớp cao đẳng đạo diễn. Học nữa, học mãi, nhưng thất nghiệp vẫn cứ đeo bám không tha, Phi Nga nhớ lại. Hiếm diễn viên nào đi show từ khi còn là sinh viên, tốt nghiệp cả đạo diễn lẫn diễn viên, nhưng con đường làm nghề lại nhiều chông gai thử thách như Phi Nga. Có khả năng diễn hài, nhưng Phi Nga mong được diễn kịch hài hơn là tấu hài. Rời nhóm hài, Phi Nga khi ấy dù đã tốt nghiệp đạo diễn, nhưng vẫn chấp nhận vị trí nhân viên phục trang, đạo cụ cho sân khấu kịch Sài Gòn, rồi đến sân khấu Nụ Cười Mới. Tôi đã quen với gian nan, cực khổ từ khi quyết định lên Sài Gòn theo đuổi con đường nghệ thuật. Từng mua một tô hủ tiếu nhưng chỉ dám vớt sợi hủ tiếu ăn trưa, phần nước để dành cho bữa chiều ăn với cơm nguội. Tôi cũng từng nhịn đói đi phục vụ quán cơm, và chắc chiêu những phần cơm thừa nhưng còn sạch của khách, để mang về chống đói, thì không có khó khăn nào tôi không thể vượt qua. Giọng Phi Nga run run, nhắc về những ngày tháng khó khăn đó. Xem Phi Nga diễn hài, thú vị nhất là thấy khả năng tung tẩy với nhân vật của cô, là khả năng sáng tạo không lặp lại mình. Phi Nga không chỉ có lợi thế do được học lóng nhiều thầy, nhiều bạn và tầm bao quát của một đạo diễn, khả năng và sự nhanh nhạy trong thích nghi với các nhân vật, mà còn nhờ quá trình tích lũy kinh nghiệm tập thay, diễn thay cho các nghệ sĩ ở sân khấu kịch Sài Gòn và Nụ Cười Mới. Làm đạo cụ, phục trang nhưng Phi Nga rất chăm chỉ có mặt ở các buổi tập, để vừa nhắc lời vừa canh chừng hễ có diễn viên nào vắng mặt là lao lên sàn xin tập thay. Đến với diễn xuất, cô đã ghi dấu ấn qua các phim như Cổ Tích Cô Gái, Cô Dâu Tuổi Dần, Ải Trần Gian, Cạm Bẫy Thị Thành, Sitcom Gia Đình Dr. Bill. Đặc biệt là năm 2022, Phi Nga đã được khán giả quan tâm khi tham gia dự án phim Duyên Kiếp. Trong phim cô vào vai bà Sáu, một người giúp việc tháo vát, chăm chỉ lại thương người. Dù là vai phụ trong phim nhưng khả năng diễn xuất tự nhiên đã tạo được ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Cuộc sống hôn nhân với chồng cũ, Long đẹp trai. Diễn viên Phi Nga và diễn viên Long đẹp trai là những gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, từ sân khấu kịch, phim truyền hình, game show. Cả cô và chồng cũ đều xuất thân từ sân khấu Nụ Cười Mới. Sự nghiệp thành công nhưng đường hôn nhân của nữ diễn viên Duyên Kiếp lại nhiều thăng trầm. Kết hôn với diễn viên Long đẹp trai từ năm 2015, nhưng cả hai vợ chồng chờ mãi chưa có tin vui. Điều này khiến họ gặp rất nhiều áp lực. Mãi đến năm 2017, Long đẹp trai và diễn viên Phi Nga chào đón con trai đầu lòng. Phi Nga hy sinh rất nhiều trong cuộc hôn nhân với chồng cũ. Nữ diễn viên từng khiến khán giả cảm động bởi hành trình vượt cạn khó khăn khi sinh con ở tuổi tứ tuần. Sau khi sinh con, cô còn phải đối diện với căn bệnh tâm lý. Phi Nga chia sẻ, thời điểm sau khi sinh, chồng cô bận đi làm đến mức cả tuần không thấy mặt nhau, vừa chăm sóc em bé, vừa không thể chia sẻ với người bạn đời khiến nữ diễn viên rơi vào trầm cảm. Thời điểm đó Long đẹp trai cũng gặp nhiều áp lực trong việc điều hành sân khấu Nụ Cười Mới. Đến ngày 26 tháng 2 năm 2021, trên mạng lan truyền hình ảnh Long đẹp trai tổ chức đám cưới với một cô gái lạ mặt. Nam diễn viên diện vết lịch lãm, trong khi cô dâu chọn váy cưới trắng khoe nhan sắc trẻ trung. Nhiều đồng nghiệp như Hoàng Mèo, Tân Trề, Huỳnh Phương cũng có mặt để chúc mừng. Trên trang cá nhân Phi Nga cập nhật trạng thái đã ly hôn, người hâm mộ mới vỡ lẽ hóa ra cặp đôi đã ly hôn từ lâu. Một diễn viên có mối quan hệ thân thiết với Long đẹp trai cho biết đồng nghiệp ly hôn cách đây một năm. Chiều ngày 27 tháng 2 năm 2021, cả hai xác nhận đã tan vỡ vào nhiều năm trước, nhưng không muốn ồn ào nên giữ thông tin đến thời điểm này. Cuộc sống hậu ly hôn. Hiện tại, nếu như Long đẹp trai đã tái hôn, thì Phi Nga là mẹ đơn thân nuôi con trai chung. Cô vẫn chăm chỉ đi diễn, hoạt động từ thiện, không nhắc nửa lời về đổ vỡ hôn nhân. Cả
cảm ơn bạn đang xem video tại kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.